Sinh nhật của người yêu á, lộn, của vợ thì em là bổn phận làm đàn ông đó, em có lời gì đôi lời gửi đến người yêu em không, hay vợ em không? Đúng rồi. Chị chúc đi, chị chúc đi kìa, em hỏi chị câu này dễ thương. Ở bên đây thì cũng sinh nhật của đồng mấy đi đây, đồng mấy đi đây, người ta cũng thương mà đồng mấy. Trời ơi, mấy đứa này sao có gì đồng mấy, nó đang có bầu rồi đồng mấy gì nữa. Rồi, bên đây thì cũng anh nhân dịp sinh nhật của em thì chị cũng chúc em thêm tuổi mới nhiều sức khỏe, càng ngày càng trẻ đẹp, bớt ế lại để bớt có áp chị lại thêm nha. Trời ơi, sẵn tiện em đính chính cho quý vị, đây là fan ruột của em, fan cứng của em chứ không phải là như mọi người đùa cho mọi người tội con bé. Ai thù quá, em hỏi chị nè, chị Nhã Vi bây giờ là có đứa con rồi đó, chị định nào tới chị? Trời ơi, hỏi gì kỳ vậy, thấy hai cái bánh không? Có bầu rồi đó. Có bầu rồi. Chúc mừng em sinh nhật Gary nha. Chúc hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc như bây giờ. Tại vì trên sân khấu thì ngại nhưng mà sau lưng thì chị hiểu. Rồi, ở đây cảm ơn hai đứa rất là nhiều đã đến với Sài Gòn Tân Thời và mang nhiều niềm vui giống như một những đứa trẻ. Cho em chia sẻ cái này một chút luôn. Ni á là fan của chị Ẩn nhưng mà thật sự là không chỉ follow chị Ẩn không, mà thật sự Ni giúp rất nhiều thứ ở trong đoàn nữa. Mà chị em nào ở trong đoàn á cần cái gì là Ni cũng đều đúng rồi sẵn sàng giúp đỡ, đặc biệt là trong hôm nay dấu ấn của chị Nhã Vi mà Ni vẫn tới đây để phụ giúp mọi người từ rất là sớm. Cho nên là cái tình cảm đặc biệt này của Ni chị em trong đoàn rất là trân trọng, đặc biệt là Phi Thanh Vân, cho nên hôm nay lương của Phi Thanh Vân sẽ quy về cho Ni hết. Ủa như vậy á, ủa đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng ý, đồng tính đồng tính này đó. Em chỉ có nhiêu đó để tặng cho bé. Ok rồi. Thôi nói chung là cảm ơn Ni rất nhiều nha. Chúc Ni một ngày sinh nhật vô cùng vui vẻ và hạnh phúc ý nghe. Dạ ok, cảm ơn Ni đã đến với Sài Gòn Tân Thời và Ẩn. Rồi ok. Dạ. Rồi. Nghe bây giờ tặng một bài thơ. Ủa gì nữa? Tặng bài thơ đi. Dù sao cũng trễ rồi, dù sao trễ rồi đừng có hôi nữa, tặng đi. Nha, mày có thơm đâu. Hôm nay sinh nhật Phạm Ni. Chị Ẩn sẽ tặng cái gì đấy ta? Viên bi cho chị nàng. Ủa cái gì không? Cái gì? Cái gì đó? Cái gì? Viên bi là cái không, gì? Nó cái lớn gì? Rồi, nó đâu có chơi bóng thun, nó bắn bi nữa đâu. Hôm nay sinh nhật Phạm Ni, tối nay chị Ẩn cho baby ra đời. Không sao, hợp lý. Dịp. Nói nghe nè, nói nghe là chị không có đủ tiền đâu, chị không có được tới 5 triệu đâu em. Ông đâu nói cái câu là sao không ai hiểu chứ. Mình quăng cái miếng gì ra đại chúng rồi, rồi giải thích, giải thích. Ba ở dưới người ta hiểu kìa ba. Đó, thấy chưa, có mấy má không có hiểu đó. Chắc tụi tôi chưa hiểu mùa không có hiểu. Sao vậy bà? Em hiểu nè, chị có phim Titanic không? Phim Titanic đó. Thôi xa quá, bỏ đi em. Quá mà hiểu. Nói là tới 11 giờ rồi. Vô. Men gì đây, men gì đây, men gì đây, con nằm gì đây, con gì đây. 9 tháng sau đi mang bầu bi, xin con đầu lòng đặt nó tên Tân. Đầu mình tay chân nó giống Ẩn Ẩn, cho con cái gì giống Ẩn cái hay nhỏ. 51, 51, 51, 51, 51, 51 mấy. Chị đã xuống, chị đi xuống, chị đã ra mấy, chị đi mấy, chị đã mấy, chị đã. Chị đã quê tôi thằng cách bằng con bay, có ai đi xa mà cũng nhớ quê nhà. Chị đã quê tôi giữ biết bao con người, trải qua gian lao dưới năm.
chị đi cao xuống, chị đi xuống, chị ra. Đi xu đi ba, thường đi ba lê mất. Làm quên mấy anh trai đàn sinh. Sao nữa? Anh tên là Minh, nhìn anh trong đất sinh. Làm bao trái tim dễ tình. 39, 39, cái này 39, cái này 39. 39. Lạ. Cái thưa quý vị, lỗi vừa qua có một anh trai độc giả nha quý vị nha. Rất mong tất cả quý vị mình quan giờ sẽ bỏ từ cả bé thân tay nha quý vị nha. Và anh trai hãy nhanh chóng tiến hành ở sân khấu để cho em dò lại cực banh quân cờ nha anh trai ơi. Và vòng loại kế tiếp vẫn là vòng loại 30.000 đồng. Và bên đây là vòng loại cuối cùng nha quý vị nha. Rất mong tất cả quý vị mình thương tình ủng hộ cho bóng đoàn chúng em nha quý vị nha. Dạ rồi anh trai mình đâu rồi ạ? Anh trai ơi đi đâu mà dối mắt nha. Cho em mượn tên vé nha. Dạ rồi. Bởi vì đây là vòng loại đặc biệt cho em xin phép mời một vị khán giả lên để dò cho em tấm vé này ạ. Dạ luôn ạ. Ok. Dòng loại 5, 1, 5, 5, 7. Hợp lệ. Số 1. Có 1. 26. Có 2. 39. Có 3. 49. Lụm ngạo. Dạ rồi, em mời anh vào bên trong mình nhận quà giúp em nha. Dạ rồi quý vị ơi, bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại sân khấu và gặp mặt lại chị MC. Dạ chị đây. Em chị. Rồi kính thưa quý vị và bây giờ cùng buổi tối ngày hôm nay luôn đó quý vị, cho nên rất mong quý vị sẽ ủng hộ nhiệt tình nha. Tại hôm nay chương trình hơi dài và tiết mục cuối cùng này là cũng là một trong những tiết mục đinh của chương trình, cũng giống là kỷ niệm lớn của Vi khi mà bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình ở những đoàn lô tô. Thì nếu mà nói về nhỏ Vi thì Lộ rất là mang ơn bạn, bởi vì những ngày đầu tiên khi mà mình bắt đầu khởi nghiệp cho sân khấu Sài Gòn Tân Thời rất may mắn. Tại sao lại có nhỏ Vi xuất hiện trong cuộc đời của Lộ, bởi vì sao? Lộ nghĩ là nếu mà mình đi hát lô tô mà mình không có những nghệ sĩ chuyên nghiệp thì nó sẽ không có hợp lý. Và thời điểm đầu thì Lộ cũng không có biết nhiều con số lô tô nữa, cho nên khi mà gặp chị Diệp Thanh Thanh và Nhã Vi làm trong những thú cắn của những buổi đầu của Sài Gòn Tân Thời, hai người đó kèm theo người đẹp Kim Lài nữa. Và tại vì lúc đó mình rất là cần Kim Lài, bởi vì đôi bạn cùng thi Thách Thức Kinh Hài đồ bắt đầu cái sự nghiệp thì không thể thiếu Lài được.